Nam Định có diện tích lớn thứ 52 trong 63 tỉnh thành. Năm 2021, Nam Định là đơn vị hành chính Việt Nam đứng thứ 13 về số dân, xếp thứ 35 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, xếp thứ 31 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 11 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.836.268 người dân, GRDP đạt 84.097 tỷ đồng, tương ứng với 3,66 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng, tương ứng với 1.982 USD. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,7%. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Nam Định, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 90 km về phía tây nam, có vị trí địa lý phía bắc giáp tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam, phía tây giáp tỉnh Ninh Bình, phía đông và phía nam giáp Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ. Tỉnh Nam Định có diện tích là 1.668 km2 và dân số năm 2020 là 1.780.033 người. Địa hình Nam Định có thể chia thành 3 vùng. Vùng đồng bằng thấp trũng gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường. Đây là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông nghiệp, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề truyền thống. Vùng đồng bằng ven biển gồm các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng có bờ biển dài 72 km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển. Vùng trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành phố Nam Định có các ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, các ngành nghề truyền thống, các phố nghề cùng với các ngành dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chuyên ngành hình thành và phát triển từ lâu. Thành phố Nam Định là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Nam Định, một trong những trung tâm công nghiệp dệt, công nghiệp nhẹ của cả nước và cũng là trung tâm thương mại dịch vụ phía Nam của đồng bằng sông Hồng. Nam Định có bờ biển dài 72 km, có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi và đánh bắt hải sản. Ở đây có khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy và có 4 cửa sông lớn, cửa Ba Lạt sông Hồng, cửa Đáy sông Đáy, cửa Lạch Giang sông Ninh Cơ và cửa Hà Lạn sông Sò. Tỉnh Nam Định có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng đầu tiên của Việt Nam theo công thức AAMSA và 2 khu vực còn lại thuộc Thái Bình và Ninh Bình. Tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện, với 226 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn. Tỉnh lỵ là thành phố Nam Định. Trong đó, huyện Mỹ Lộc có diện tích nhỏ nhất và dân số thấp nhất tỉnh. Dưới triều Nguyễn năm 1822, Minh Mạng thứ 3 đổi tên Trấn Sơn Nam Hạ thành Trấn Nam Định. Đến năm Minh Mạng 13, 1832, đổi Trấn Nam Định thành tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định được thành lập với 4 phủ 18 huyện, bao gồm phần đất tỉnh Thái Bình hiện nay. Năm 1890, Thái Bình tách ra thành tỉnh riêng và một phần phía Bắc Nam Định tách ra để cùng một phần phía Nam Hà Nội lập thành tỉnh Hà Nam. Chữ Hà là từ Hà Nội và Nam là từ Nam Định. Điều này cũng lý giải cho việc vì sao chuối ngự thường được gọi là chuối ngự Nam Định, bởi đến năm 1890, vùng Lý Nhân vẫn thuộc Nam Định. Từ năm 1890, Nam Định còn lại 2 phủ và 9 huyện. Tháng 5 năm 1965, tỉnh Nam Định được hợp nhất với tỉnh Hà Nam thành tỉnh Nam Hà. Năm 1975, Nam Hà hợp nhất với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh.
đến ngày 12 tháng 8 năm 1991 lại chia tách thành hai tỉnh như cũ là Nam Hà và Ninh Bình. Ngày 6 tháng 11 năm 1966, tách tỉnh Nam Hà để tái lập hai tỉnh mới có tên là Nam Định và Hà Nam. Khi tách ra, tỉnh Nam Định có 7 đơn vị hành chính, gồm thành phố Nam Định và 6 huyện, Hải Hậu, Nam Ninh, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Xuân Thủy, Ý Yên. Ngày 29 tháng 9 năm 1998, thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại 2. Ngày 28 tháng 11 năm 2011, thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại 1. Như vậy, tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện như ngày nay, bao gồm một thành phố và 9 huyện. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có 9 tôn giáo khác nhau, đạt 533.378 người, nhiều nhất là Công giáo có 476.960 người, tiếp theo là Phật giáo có 55.940 người, Đạo Tin Lành có 470 người. Năm 2021, Nam Định là đơn vị hành chính Việt Nam xếp thứ 35 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, xếp thứ 31 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 11 về tốc độ tăng trưởng GRDP, với GRDP đạt 84.097 tỷ đồng, tương ứng với 3,66 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng, tương ứng với 1.982 USD. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,7%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2021, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm thị trọng 20,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,86%, khu vực dịch vụ chiếm 34,26%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.219 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm ước đạt 4,08 tỷ USD. Trong đó, giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,63 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 1,45 tỷ USD, tăng 22,3%. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2021, có 882 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 23.388 tỷ đồng, tăng 9%. Bên cạnh đó, 421 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,1% so với năm trước. Nam Định là quê hương của nhiều chính khách và học giả nổi tiếng. Dưới đây là một cá nhân tiêu biểu cho đất và người nơi đây. Trần Thái Tông, 1218-1277. Vị vua đầu tiên của nhà Trần, người đã trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược vào năm 1258. Trần Nhân Tông, 1258-1308, vị vua thứ 3 của nhà Trần. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ 13, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng lãnh thổ đất nước. Ngoài ra, ông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời Trung Đại. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 1231-1300, là một nhà chính trị, nhà quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Trường Chinh, 1907-1988, nguyên Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Quân ủy Trung ương. Lê Đức Thọ, 1911-1990, nguyên Cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, trực tiếp phụ trách đoàn ngoại giao Việt Nam đàm phán với Mỹ về Hiệp định Paris. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúng ta cùng nhau khám phá các tỉnh thành của đất nước Việt Nam nhé!